Thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi này.
một lần nữa nhé. Các bạn khác chú ý lắng nghe này. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo đường vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông? A. Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. B. Xe báo hiệu xin đường trước, xe đó được đi trước. C. Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái. Nào có mời các bạn nào. Nào có mời bạn nữ mặc áo trắng ở đằng sau có vân.